Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe Hyundai i30 bản hatchback đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe mà một chủ từ mới, lăn bánh lần đầu năm 2008 và được sản xuất năm 2008. Một chiếc Hyundai i30 các bác nhá, không phải i10 hay i20 đâu ạ. Vâng, với lớp sơn màu bạc, xe đẹp và mang biển số thần tài 16M3139. Đây là một dòng xe khá là bền lành, thương hiệu đến từ Hyundai Hàn Quốc. Và chiếc xe này được sử dụng khối động cơ Alpha 1.6. Vâng, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe chỉ rơi vào tầm khoảng 6 lít trên 100 cây đến 7 lít trên 100 cây. Tuy nhiên, quý vị các bạn đã sở hữu một chiếc xe với bầu trời công nghệ do chủ độ khá là nhiều tiền luôn. Con này thì chủ độ lên đến tầm gần 50 triệu đồng rồi. Bác ấy đi một thời gian khá là dài, sau đó thì bác ấy thấy hay, bác ấy bắt đầu bác ấy độ. Nào là cam lùi, cam hành trình, màn hình ca phu, rồi súp, loa súp vẫn còn nguyên ở trên chiếc xe này luôn. Vâng, một chiếc xe đẹp với khối động cơ 1.6, ăn xăng cũng vừa phải, cửa sổ trời lãng mạn và nội thất của xe thì màu kem tươi mới luôn các bác nhá. Đặc biệt đây là một dòng xe số tự động đến từ thương hiệu Hàn Quốc và các bác có thể nhìn là số tự động của chiếc xe là số tự động zích zắc, rất dễ dàng sử dụng và rất là tiện lợi luôn. Đấy, một dòng xe giá tiền vừa phải như này đấy, và các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe đẹp đây rồi. Vâng, một chiếc Hyundai i30 các bác nhá. Vâng, 2008. Con này thì có 4 bánh phanh đĩa luôn, với vành la răng cực kỳ độc đáo, thương hiệu đến từ Hyundai, lốp Michelin Primacy 2019, 4 quả mới tinh tình hình. Gầm bệ của xe thì chưa hề có mục mọt gì cả. Và các bác có nhìn, đảm bảo cho các bác là xe không hề đâm va, không hề tai nạn ngập nước. Bao cam kết cho bác không phạt nguội nhá, trên toàn quốc. Đây các bác nhìn này. Đấy, gầm sàn của xe cực đẹp và cực nét luôn. Sàn xe sáng sạch, không lỗi lầm. Đấy. Và xe thì vừa về cửa hàng của em Vũ Duy Auto trong buổi sáng ngày hôm qua. Hôm nay mới có thời gian review lại chiếc xe này. Con này thì chưa có dọn dẹp gì cả, mới lau qua thôi. Người ta gọi là rửa qua nước, vẫn đẹp các bác. Thế nhưng mà bên em thì không trau chuốt, không cầu kỳ. Mình có sao bán vậy. Thế nên là đấy các bác nhìn ạ, chất của xe vẫn còn tương đối theo thời gian. Đây, đầu tiên là em sẽ đóng toàn bộ cửa lại cho các bác. Và em sẽ quay xung quanh cho các bác để các bác có thể nhìn cái kiểu dáng của chiếc xe đẹp này. Để làm sao. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, một kiểu dáng rất là châu Âu luôn các bác nhá. Một mẫu hatchback thương hiệu đến từ Hàn Quốc nhập khẩu nguyên con, với đèn bi cầu projector siêu siêu sáng. Ây chà, phụ tá. Vâng. Một quả đèn bi cầu một đôi luôn các bác nhìn ạ. Đấy. Logo Hyundai kết hợp với mạ chrome sáng bóng. Và chiếc xe thì các bác nhìn ngay quả biển các bác đã kết rồi, 16M3139, rất thích hợp cho bác nào ở Hải Phòng nhá. Vâng. Đấy. Tôn vỏ sơn sườn xe thì cực kỳ đẹp, và sơn si của xe tỷ lệ sơn zin 30%. Con này thì thôi, 5 tháng qua đi rồi thì chắc chắn là sơn zin không còn nhiều. Đấy, đèn bi cầu cực kỳ sáng luôn này. Bầu đèn của xe thì vẫn còn rất là căng nha các bác nhá. Bầu đèn căng, không hề có rạn nứt, không hề ố vàng. Đấy, bên tài này, bên tài đây các bác nhìn này. Đấy, cũng rất là đều luôn. Sơn xì sạch sẽ, đèn gầm có nhá. Con này thì sử dụng có cả đèn gầm rồi. Và cản trước thì các bác nhìn ạ. Vâng, không có lỗi lầm luôn. Sạch sẽ đồng đều. Đấy, không có lỗi lầm. Cabo thì ui tôn mỏng dã man, chỉ có đau tay thôi. Đấy các bác nhìn này, keo chỉ này, rồi các cái phần khe của xe nhá, khe cabo này nó cân đều luôn, không có lỗi lầm luôn. Đấy, khe cabo, rồi bên đầu này cũng thế ạ. Vâng, đấy. Bác nào tinh mắt các bác chỉ cần nhìn qua các cái chi tiết này là các bác có thể đoán được là xe nó như thế nào rồi. Ngay từ cái phần vừa nãy em gõ cabo thì các bác biết là cabo mỏng hay là dày. Đấy, một chiếc xe bao cam kết cho bác không có đâm đụng, không ngập nước. Bao cam kết không có phạt nguội trên toàn quốc. Và con này thì cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí trên, màn hình giải trí dưới. Và đặc biệt lại có cả loa súp, hệ thống loa súp trị giá đến gần chục củ luôn các bác nhá. Vâng, kính con này thì là lại đồng hồ hiển thị cảnh tốc độ trên kính luôn này. Đấy các bác nhìn rất là xịn sò luôn. Đấy, chủ độ khá là nhiều tiền. Nói chung là người có tiền thì người ta thích làm gì thì nó cũng là vô giá cả rồi. Lốp Michelin Privacy. Đấy, 2020. Ui, lốp mới tinh luôn các bác nhá. Và lốp mới này thì các bác cứ đi thoải mái tẹt bô luôn. Và con này sử dụng lốp 205 55 R15. Đấy, la răng 10 chấu và độc đáo luôn.
Đấy, cua lốp, lốp giáp thì các bác nhìn này, lốp giáp dày cự luôn. Đấy, về các bác chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Mà con này thì bên em vừa về cũng chưa có dọn dẹp gì cả, mà thực sự là có dọn thì cũng chỉ có vậy thôi, nó không phải lên được một tí nào luôn. Còn hệ thống gương chiếu hậu này, gương zin này, có chi tiết chống mất trộm này. Hồi xưa cái thời mới mua con này á thì hay bị cái trường hợp là bẻ trộm gương. Thế là sau đó chủ người ta làm này, nhưng mà thực sự là gương này vẫn còn zin. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome nhá. Và con này có khóa thông minh. Đấy, chìa khóa thông minh, mở rất nhẹ nhàng. Đấy, tem nhãn của xe nó còn nguyên được các bác. Đấy, đây là tem của hãng luôn nhá, 2008 này. Trọng lượng xe này. Đấy. Rồi khung gầm, đấy các bác nhìn ạ. Vâng, tất cả các cái thông tin của xe thì đầy đủ luôn. Và bản lề của xe thì chưa hề ra ốc này. Chưa hề ra ốc luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, nội thất bên trong xe là màu đen pha kết hợp với nội thất ghế là màu kem sáng. Đấy, và dòng này thì các bác nhìn ghế là các bác biết là chủ người ta độ chất chơi như thế nào rồi. Cái ghế này ghế độ nhá. Sờ nó cực kỳ mềm luôn. Cái độn ở bên trong là cao su thiên nhiên, sờ rất là mềm. Đấy, cửa sổ trời lãng mạn. Đấy, tí nữa thì phun toàn cảnh panorama luôn. Còn đây là 1/2 gọi là pass panorama. Đấy. Thế còn keo chỉ của xe thì các bác có thể nhìn là chỉ béo nhá. Con này không sử dụng chỉ tăm như các cái dòng Moling mà là sử dụng chỉ béo. Dòng Hyundai sử dụng chỉ béo luôn. Đấy, và keo đinh hàn này. Các bác nhìn phần đinh hàn hay là các cái phần tappi, tappi da, rồi ốp bọc và vân carbon. Đấy, rất là đều và sạch sẽ. Kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường. Có gương chiếu hậu cụp xe. Em sẽ mở khóa điện lên để ta cùng kiểm tra một số cái chức năng điện. Đấy, kính điện nhá, hạ nâng hạ bình thường. Đấy, chưa. À, mình khóa kính rồi. Đây, vừa nãy này em ấn cái khóa kính này. Đấy, kính chạy rất là nhanh. Đấy, chứng tỏ rằng là xe người ta đi ít nên là kính hoạt động rất là tốt. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, còn nội thất này. Đấy, màu kem sáng rất là đẹp luôn các bác nhá. Nội thất tươi mới. Nhưng mà tuy nhiên là ghế của con này lại chỉnh cơ thôi, không phải là chỉnh điện. Nói chung đấy là một cái điểm hơi kém ở chiếc xe này. Còn sàn của xe là sàn da được ốp hết lên rồi. Đấy, sàn da rất đẹp luôn các bác nhá. Không lỗi lầm. Mặc cái chỗ để chân phanh với chân ga thì vẫn còn rất là luột là luôn. Đấy. Khuyến mại cho các bác à, một cái đồng hồ bấm giờ hiện đại tiện lợi luôn. Đấy, 2:50 đồng hồ báo giờ luôn. Đấy, và đồng hồ hiển thị thì là 13.6 này. Đấy, rõ ràng sắc nét chi tiết và đèn auto. Úi. Đấy, các bác nhìn này, đèn auto luôn nhá. Đấy. Vô lăng tích hợp các cái phím điều khiển. Đấy, vô lăng này, túi khí an toàn. Còi to. Đấy. Còn những cái này thì người ta bọc ốp rồi để cho nó tăng cái tính mỹ quan và chủ độ đấy. Vậy thôi. Vâng. Màn hình thì có đến hai cái màn hình to. Đấy, hai cái màn hình to luôn các bác nhá. Đấy, có kết hợp cả camera lùi, có kết hợp giải trí đầy đủ. Đấy, vâng. Và xem thì con này có loa súp ở ngay dưới ghế này. Tí nữa em sẽ cho các bác xem. Vâng. Loa súp bắp thì đập uỳnh uỳnh luôn. Vâng. Keo chỉ đây các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ béo đây. Tappi này. Kính điện này. Đấy. Và cái phần ghế da đây các bác nhìn này. Đấy. Ghế da này rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đấy, trần này. Đấy, trần nỉ đó. Nuột là luôn. Vâng. Nói chung là về cái tầm tiền thì con này thì còn lâu mới đến 300 triệu mà cái giá thì chỉ có là mãi thần tài thôi. Đấy. Lốp Michelin 205/55R16 và con này thì lốp đằng sau này là sử dụng lốp 2019. Đấy, cũng đều luôn. Cần hai quả trước và hai quả sau, còn cua lốp thì đây. Hôm vừa rồi nhà em làm đường, thế là đi qua nhựa đường nó bắn rồi này. Đấy, hôm nay thì đường xong rồi. Đấy, còn nguyên. Nói chung là cái này thì rửa cái là sạch thôi, không có gì các bác nhá. Vâng. Thế còn đằng sau chiếc xe thì cũng có cả cảm biến lùi, cảm biến cho các bác này. Đấy, đi đâu lùi liếc các thứ cũng yên tâm hơn, không sợ bị va chạm và quẹt. Và đặc biệt là không sợ nữa thì ta lại có camera lùi luôn. Đấy, đúng không? Rất là tiện lợi luôn. Còn tất cả các phần sơn si đằng sau này cũng đã xì tốt xì tát rồi. Chứng tỏ là chủ cái trình độ lái hơi kém. Đấy. Đấy, tôn còn nguyên. Kính zin nhá, kính này kính zin này. Đấy, không có đâm đụng nha các bác nhá. Bao cam kết cho bác rồi. Không có đâm đụng, ngập nước. Đấy. Bao cam kết cho bác. Không phạt nguội trên toàn quốc luôn. Đấy, xe rất là cứng. Và con này thì chủ hầu như là vừa rồi là toàn để gara thôi.
Vì bác ấy có điều kiện, bác ấy toàn đi du lịch nước ngoài, thế nên là toàn để gara để ăn chơi thôi. Đấy, hệ thống đèn hậu của xe là bóng 3 tầng, đấy các bác nhìn này. Đấy, bóng 3 tầng, rất đẹp và luột là luôn. Đấy, cứng luôn. Đấy, và con này thì được dán phim cách nhật là Solagai nhá các bác nhá. Solagai. Đấy, dán phim cách nhật Solagai. Một chiếc Hyundai i30 phải nói là cũng rất là đẹp luôn. Đấy. À, lốp lắp lốp Michelin. Đấy, rất đẹp và luột là này. Lốp mới nhá các bác nhá, 2019 này. Đấy, cua lốp này. Chưa biết mục mặt là gì luôn. Đấy, cua lốp ạ. Và còn tôn sườn thì các bác sẽ nhìn này là các bác biết là xe nó có đâm va hay không rồi. Đấy, keo chỉ này. Vâng, nói chung là xe cũ thì không tránh khỏi những khiếm khuyết. Mong quý vị các bạn nếu mà nhìn ra điểm khiếm khuyết thì gọi là không thèm nhìn thấy hộ em. Vâng, chứ còn nói thật là con này thì quá luột luột rồi. Một chiếc xe rất là cứng, đến từ Hàn Quốc. Đấy, và đây là loa súp ở ngay dưới đây này. Đấy, loa súp này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, đấy là có loa súp ấy nhá. Nếu mà bác nào mà lấy con xe này mà không thấy loa súp thì cứ alo cho Vũ Duy Auto bắt đền. Vâng, một chiếc xe có loa súp đầy đủ. Đấy, loa súp đập huỳnh huỳnh luôn. Đấy, keo chỉ rồi, tapi này. Đấy, kính điện lên xuống này, ok luôn. Con này kính bên này là hơi chậm này. Cái này thì đương nhiên rồi, theo thời gian 5 tháng thôi, không tránh đâu, cứ để nguyên. Nói chung là hoạt động mà, ok. Đấy, đinh này và ốc này. Ở các bác nhìn này. Vâng. Và nội thất bên trong này có cả khiển này. Đây, đây có cả điều khiển loa súp này, các bác nhìn ạ. Vâng. Đây là bộ khiển loa súp này. Rồi sim thẻ cắm vào đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, tapi là sạch sẽ. Con này thì lại có cả thêm sấy ghế luôn. Sấy ghế này các bác ơi, nút sấy ghế này. Đấy, điều hòa auto, sấy ghế, sấy kính có cả nhá. Màn hình Carfu, đấy, có định vị, rất nhiều chức năng tiện lợi trên cái màn hình này. Đó. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đề cái này cho nó rực rỡ cuộc đời. Vâng. Lốp xe này là lốp Michelin 2020 này. Đấy, dày khự như mới các bác nhá. Vâng. Cua lốp thì không bục luôn. Toàn bộ cua lốp của con này thì phải nói là quá là đẹp rồi. Đấy, lốp mới dày luôn nhá các bác nhá. Đi ít mà. Chủ đi cực ít luôn. Đó. Với tầm tiền thì 279 triệu đồng. Đây là một mẫu xe được khá là người ưa chuộng luôn. Rồi, vặn chìa khóa nào. Con này thì vẫn chưa sử dụng chìa khóa nhưng mà là chìa khóa từ nhá. Đấy, em để lên rồi mà nó bé này, rất êm. Cực êm luôn các bác. Mỗi lỗi báo xăng hết phim. Và còn phanh tay với dây an toàn thì chắc chắn là em chưa đi cái đấy là bình thường các bác nhá. Rồi, ta cùng xem khoang máy với khối động cơ 1.6 xem là với chiếc i30 thì động cơ 1.6 là nó ăn xăng như thế nào. Đấy, chà. Đấy các bạn, động cơ DOHC 16 van cam kép nha các bác nhá. Và con này thì ăn xăng thì tầm khoảng 7 lít trên 100 cây thôi ạ. Rất tiết kiệm lên lẹo luôn. Đấy, máy rất êm và máy thì chạy lành bền luôn. Đấy các bác nhờ, máy này. Dòng này thì máy đã theo 5 tháng thời gian rồi. Nên là hỏi máy zin hay không thì em cứ bảo luôn là con này thì nó đã được chỉnh trọt rồi nên là không còn zin nữa rồi. Nhưng bao cam kết cho các bác là không có ngập nước tai nạn nhá. Vâng, đấy là xe người ta dùng thì nó vậy đấy ạ. Vâng, chứ còn có sao bán vậy thôi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả. Chứ còn đầu đây, đấy các bác nhìn này, răng đầu này. Ngay cả các cái phần sắt xi tôn sườn đây. Đấy các bác nhìn nhá, đầu sắt xi đấy ạ. Căng lừ luôn. Đấy, mà ốp cabo rồi. Còn tôn nó còn mỏng nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Một chiếc xe khá là cứng, đến từ Hàn Quốc. Vâng. Hyundai i30. Và một chiếc xe màu bạc, đúng là hàng hiếm luôn. 2008, động cơ 1.6, ăn xăng như ngửi, tiết kiệm nhiên liệu và dành cho chị em phụ nữ hoặc gia đình nào mà có điều kiện kinh tế vừa phải, muốn sử dụng những chiếc xe rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và lành bền thì đây là một lựa chọn cực kỳ tốt. Những ai quan tâm đến mẫu xe này, điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Và chúc quý vị các bạn tìm được cho mình những chiếc xe thực sự là tuyệt vời tại bên Vũ Duy Ô Tô. Cảm ơn quý vị các bạn.